the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với bài báo cáo đồ án 1 của mình ngày hôm nay. Thì đề tài của mình thực hiện là mạch đếm sản phẩm có đặt trước số đếm sử dụng IC số. Thì là mình là Phạm Quốc Anh với mã số sinh viên là 1916105. Thì đề tài này mình đã được báo cáo trên lớp cho thầy thạc sĩ Nguyễn Trường Duy. Thì bây giờ mình sẽ tường thuật lại bài báo cáo của mình cho các bạn, và mình cùng các bạn cùng nhau đi tìm hiểu lại bài báo cáo đồ án 1 của mình. Thì đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đối với thầy của mình là thầy thạc sĩ Nguyễn Trường Duy. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn thầy đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý chỉnh sửa những sai sót mà trong quá trình em thực hiện và thầy đồng thời thầy đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình và tạo điều kiện thuận lợi để mình hoàn thành tốt đoạn cuộc hôm nay. Thì tiếp theo, bố cục hôm nay mình muốn trình bày các bạn gồm 3 phần. Thứ nhất là tổng quan đề tài, thứ hai cơ sở lý thuyết, thứ ba kết luận và hướng phát triển. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, đó là tổng quan về đề tài. Thì đề tài này chúng ta phải tiến hành, chúng ta đặt vấn đề. Tại vì chúng ta biết là hiện tại trong cuộc sống chúng ta là IC số nó là đóng một phần rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta, và nó không thể nào thay thế được. Nó có mặt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ở trên các đèn giao thông, kể cả nó tiến sâu vào trong nhà máy, những cái hệ thống thông tin cao tầng và những cái hệ thống vi mạch khác, là IC số là một thứ không thể thay thế được, vì nó có những cái đặc điểm và những cái tính ưu việt của nó như sau. Thứ nhất là dễ thiết kế, thứ hai là độ chính xác cao, và thứ ba là giá thành rẻ. Thì đây mình sẽ cho các bạn coi một hình ảnh về dây chuyền người ta đóng sữa ở trong nhà máy. Thì các bạn thấy việc mà đóng sữa vào thùng đi nữa, vào thùng để chúng ta vận chuyển đi, thì chúng ta phải đếm được cái số sản phẩm phẩm để chúng ta đẩy vào thùng để cho nó chính xác nhất và nó hoạt động đúng nhất để tới tay người tiêu dùng. Thì vì cái lý do này thì mình muốn phát triển ra để tài của mình, để mình thực hiện cái việc mà tối ưu hóa cái việc mà đóng thùng đi, thì mình điều đó là mình tiến tới đề tài thiết kế mạch đếm sản phẩm có đặt trước số đếm sử dụng IC số đó. Thì tiếp theo về mục tiêu của đề tài này, thứ nhất là mình đã học qua các môn điện tử cơ bản, kỹ thuật số, mạch điện, thì mình học xong rồi mình muốn áp dụng những điều đó vào thực tế, thì mình sẽ tiến hành thực hiện đề tài. Thứ hai là mình sẽ đọc hiểu được dataset, vì khi các bạn học thực tập đi, thì chúng ta sẽ mắc mạch theo một cái kiểu là chúng ta sách giáo khoa chỉ sao chúng ta mắc như vậy, chúng ta không biết ở trong nó hoạt động như thế nào, dòng ngõ ra như thế nào, dòng ngõ vào như thế nào, là điện áp bao nhiêu thì đủ đó. Thì khi mà chúng ta thiết kế một cái đồ án môn học, một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta phải tính toán tới những linh kiện nhỏ nhất, thì bắt buộc chúng ta phải đọc dataset của sản phẩm. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tự được nâng cao khả năng thuyết trình của bản thân mình. Tiếp theo về giới hạn đề tài, hiện tại đề tài của mình hiện tại đang có 4 giới hạn chính về quy mô. Nó quy mô của mình ở đây là thực hiện ở mức đồ án, mình chỉ làm dưới dạng mô hình, thì nó chưa đòi hỏi, nó chưa được ứng dụng đòi hỏi vào những cái ứng dụng mà nó đòi hỏi cái độ chính xác cao và quy mô lớn hơn ở nhà máy. Tiếp theo về tính thẩm mỹ là quá trình thực hiện mạch của mình đó, mình thực hiện một cách thủ công, không qua bất kỳ bước gia công nào ở nhà máy hết đó. Về cái tính thẩm mỹ nó chưa đạt được một cái chuẩn độ nhất định. Thứ ba là phạm vi hoạt động, thì cái việc cài đặt số đếm của mình và cái số sản phẩm đặt trước nó chỉ hoạt động từ 00 đến 99 và nó chưa được mở rộng hơn về hàng trăm, hàng nghìn và đối với những dây chuyền sản phẩm lớn. Thứ tư đó về mặt logic, thì do cái thời gian gấp rút nên mình chưa phát triển được cái mạch sản phẩm, cái mạch để chúng ta đếm được số lượng thùng luôn đó. Đó là giới hạn đề tài của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần 2 là cơ sở lý thuyết. Thì cái này làm cơ sở lý thuyết này chúng ta đã tìm hiểu, nếu mà chúng ta đã học qua các môn rồi thì chúng ta hiểu cái con IC này nó rất là đơn giản, cái công việc của nó thực hiện rất là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta kết nối lại với nhau thì nó sẽ là một cái thứ vô cùng lớn, vô cùng nhiều kiến thức để chúng ta học hỏi. Thì đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái thiết bị ngoại vi như là relay đó. Thì relay nó là một công tắc điện từ, nó được vận hành từ một cái dòng điện rất rất nhỏ các bạn, và nó có thể đóng cắt những cái dòng điện lớn hơn nó rất là nhiều. Thì trên thị trường chúng ta có rất nhiều dạng relay, phổ biến nhất là hai dạng relay, đó là relay kích ở mức thấp và relay kích ở mức cao đó. Chẳng hạn như chúng ta có thêm một số loại relay như có bảo vệ nè, không có bảo vệ nè, cơ bản thì nó cũng là kích mức thấp và kích mức cao thôi đó. Tiếp theo về cảm biến, thì cảm biến ở đây mình sử dụng là E18D80NK, đây là cảm biến vật cản hồng ngoại. Thì cảm biến chúng ta có thể thấy đó, ở trên thị trường nó có rất là nhiều cái giá tiền, từ vài ngàn tới vài trăm ngàn, vài triệu, vài chục triệu. Vậy tại sao mình lại chọn loại cảm biến này? Vì cảm biến này nó ở mức trung bình, phù hợp với sinh viên chúng ta thực hiện đồ án môn học. Nó đây là cái cảm biến vật cản hồng ngoại, mang lại độ chính xác rất cao các bạn, phản hồi nhanh nè, ít bị nhiễu nè. Đầu ra cảm biến là mức TTL, là mức logic 0 và mức logic 1. Đây là loại cảm biến NPN, nghĩa là sao các bạn? NPN là khi cảm biến không gặp vật cản nó sẽ xuất ra mức 1, và khi cảm biến gặp vật cản nó sẽ xuất ra mức 0, và khoảng cách phát hiện của nó chúng ta có thể tinh chỉnh ở phía sau cảm biến từ 6 đến 80cm. Đây là cái kế bên đây là cái sơ đồ. Mình sẽ bật một cây bút lên nha. Đây, phía bên đây nó là một cái sơ đồ chúng ta đấu nối cái cảm biến, như cái dây màu nâu thì chúng ta sẽ nối lên nguồn, dây màu xanh chúng ta sẽ nối xuống mát, và dây màu đen chúng ta sẽ là nối dây tín hiệu. Tại sao ở đây sơ đồ nguyên lý nhà sản xuất thiết kế để một trở 10 kế đây, thì sau quá trình tính toán mình sẽ cho các bạn xem ở phòng thiết kế.
Tiếp theo là mình sử dụng ICDM74LS90. Đây là con ICDM thường dùng trong các mặt số lắm đó, các bạn. Đó, thì nhiệm vụ của nó là đếm mod 10. Vậy đếm mod 10 là gì? Đếm, mình có một chuỗi video nói về việc đếm về đồng bộ và không đồng bộ. Vậy đếm mod 10 nghĩa là nó đếm từ 0 tới 9, 10 là trạng thái trung gian để nó quay về 0 hoặc quay về bất kỳ cái số nào mà chúng ta đã set ở các khối lip lock của nó, và nó được ứng dụng trong cách mặt chia tần số. Và IC này đếm xong thì nó sẽ tạo mã BCD hoặc mở ra. Mã BCD là gì các bạn? Chắc cũng đã hiểu rồi, là mã BCD từ 0 tới 9, đó là mã BCD. Tiếp theo về cũng là một con IC đếm nữa, nhưng đây mình sử dụng IC đếm 74192. Đó, vậy nó khác nhau so với gì như con IC 74910 thì nó sẽ khác biệt là nó có hai chế độ đếm. Của IC ở 74910 nó chỉ chế độ đếm lên thôi, của IC 74192 này nó có hai bộ đếm, đó là đếm lên và đếm xuống, và nó sẽ sử dụng riêng biệt cả hai chế độ luôn, và đồng thời nó cũng tạo mã BCD ở ngõ ra. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn con IC giải mã 74LS247. Đây là con IC nó rất là chuyên dụng, nó dùng để cho chúng ta giải mã ra các thanh led 7 đoạn từ mã BCD. Mã BCD giải mã sang led 7 đoạn loại anode chung. Các bạn, led 7 đoạn loại anode chung này sử dụng trên thị trường rất là phổ biến đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc điều khiển led 7 đoạn. Thì có một số IC giải mã khác như là 74LS4747 thì cái thanh led khi nó giải mã thì cái số nó sẽ bị khác nha các bạn. Ví dụ như mình nói con 74247 đi, mình sẽ lấy cái bút mình viết cho các bạn thôi nha. 74247 thì khi nó giải mã số 9 thì nó sẽ giải mã số 9 như này các bạn. Đó, đây là nó giải mã số 9 đối với con 74247. Đây, còn đối với con 7447 thì nó sẽ giải mã số 9 là như thế nào? Nó sẽ giải mã số 9, nó bị thiếu một nét các bạn. Đó, đó, đây là nó giải mã số 9. Số 9 của con 74147 nó sẽ giải mã vậy, nên mình chọn 74247. Mình muốn thể hiện ra một con số rõ ràng nhất để thầy mình nhìn vào, hay các bạn nhìn vào, người mua sản phẩm mình nhìn vào có thể nhận ngay đó là con số 9. Và nó cũng có một số sự khác biệt nữa. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu một con IC so sánh là con IC 7485. Nó sẽ so sánh các dữ liệu đầu vào là số nhị phân các bạn. Đó, nó so sánh dữ liệu nhị phân 4 bit đầu vào và nó tạo ra những cái bit đầu ra. Đó, nó nhận 8 đầu vào song song và nó cho hai dữ liệu nhị phân 4 bit ở đầu ra ở dạng 3 bit song song. Thì mình nói đơn giản các bạn nha. Các bạn thấy input không? Input là từ A1, A0, A1, A2, A3. Nó sẽ so sánh với B0, B1, B2, B3. Và mình chọn chế độ input nè. A lớn hơn B, A bé B, A bằng B, A lớn B. Mình sẽ cho cái sung của nó. Ví dụ như mình muốn so sánh A bằng B thì mình sẽ cho mức cao ở chỗ input A bằng B. Nó sẽ so sánh A0 tới A3 có bằng B0 tới B3 hay không. Nếu bằng nhau thì cái ngõ ra A bằng B này nó sẽ xuất ra mức 1, và nếu nó không bằng thì nó sẽ xuất ra mức 0. Đó là cơ bản về con IC so sánh 7485. Tiếp theo về một con IC 74HC14. Đây là nó có thể, chúng ta có thể mua là LS các bạn. HC với LS thật ra nó không có khác nhau gì lắm, cũng là một chức năng thôi. Nhưng mà các bạn thấy là trong các mặt điện tử á, cái vấn đề đây là IC số, chúng ta không lập trình được cho nó thì chúng ta phải xài những cái chức năng mặc định của nó. Thì chúng ta phải hiểu là khi trong cái mặt điện tử các bạn, khi chúng ta nhấn một cái nút đi thì cái việc nút nhấn, các bạn nếu có lập trình rồi, cái việc dội nút nhấn nó xảy ra rất là thường xuyên. Một là do chúng ta nhấn một cái nhấn nó không có phù hợp, hay nó nhấn quá nhanh, hoặc là mức điện áp nó không đủ để đáp ứng cái ngõ ra của nút nhấn. Thì con IC 74HC14 này nó là một con IC chuyên dụng, nó sẽ làm tăng áp tăng dòng hoặc là chọn sử dụng để chống nhiễu nút nhấn luôn. Thì ở đây mình sẽ bỏ cái này nha. Cái này là sai này các bạn. Đó, mình được phép ý cái này là sai. Thì ở đây là con IC chuyển mạch trigger, nó chỉ chuyển trạng thái khi vượt điện áp cho phép dùng để thực hiện việc chống nhiễu. Thì bên trong những con IC này nè, nó sẽ có 6 cái cổng nó các bạn. Đó, trong con IC này nó có 6 cái cổng nó để thực hiện cái việc chống nhiễu và đảm bảo các mức logic đầu ra. Thì các bạn có thể thấy trong sơ đồ nè. Đó. Vậy sơ đồ nè, khi nè chúng ta quan tâm tới hai đại lượng, một đại lượng là VT cộng, một đại lượng thứ hai là VT trừ. Khi cái mức điện áp Vin của chúng ta nè, nó bé hơn VT trừ thì nó lập tức cái ngõ ra nó sẽ được lên mức 1. Và cái tiếp theo về cái mức điện áp của chúng ta, khi nó lớn hơn VT cộng là cái đỉnh này bạn, lớn hơn VT cộng đó, thì lập tức cái mức điện áp chúng ta sẽ được đưa về 0. Đó, thì cái công việc của nó là vậy. Trong vậy cái khoảng nhiễu là cái khoảng từ VT trừ đến VT cộng, thì con IC này nó sẽ làm một việc là nó sẽ không đổi trạng thái các bạn. Đó, nó sẽ thực hiện được việc chống nhiễu. Và ở trong đây nó có 6 cổng nó được mắc theo kiểu Smith trigger. Đó, nó việc chống nhiễu. Vậy chúng ta khi muốn thực hiện việc chống nhiễu một cục giống thì chúng ta sẽ mắc như thế nào? Mắc hai cái con cổng nó này với nhau thì nó sẽ tạo ra cái điện đầu vào là gì, đầu ra là đó. Đó, chúng ta sẽ mắc hai con lại với nhau. Đó, thì như chúng ta cho đây mức 1, cho vào mức 1 thì chỗ đầu ra của nó cũng sẽ là mức 1, và nó sẽ đảm bảo dòng áp và việc chống nhiễu cái nút nhấn. Tiếp theo về cái sơ đồ khối của mình, thì sơ đồ khối của mình, đây là sơ đồ khối của mình, thì đầu tiên mình có một khối nguồn nó sẽ cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống mình hoạt động. Tiếp theo là mình có khối cảm biến và khối nút nhấn. Thì khối cảm biến này nó sẽ đưa vào khối đếm 1, khối nút nhấn này đưa vào khối đếm 2. Thì khối cảm biến là cái khối mà chúng ta đếm được sản phẩm trên băng truyền, còn khối phím nhấn là khối chúng ta cài đặt cái số sản phẩm mà chúng ta muốn dừng băng truyền lại. Tiếp theo là khối so sánh, thì sau khi chúng ta nhận được khối
nhận được số lượng sản phẩm đếm được nè, sẽ so sánh với cái số lượng sản phẩm chúng ta đặt. Nếu nó bằng thì nó sẽ đưa tới khối động cơ đó, nó thực hiện những cái công việc của khối động cơ đã đặt ra. Còn khối đếm một và khối đếm hai đều được qua cái khối giải mã và hiển thị trên lấy bảy đoạn. Đó. Tiếp theo mình sẽ thực hiện việc tính toán, việc thiết kế khối nguồn. Thì là sau khi mà mình đã thực hiện tính toán nè, tính toán dòng toilet bao nhiêu, dòng IC tiêu thụ dòng bao nhiêu, điện áp bao nhiêu, thì tính toán lại mình chọn nguồn DC 5V 1A để cấp cho mạch hoạt động đó. Thì ở đây mình sẽ thiết kế mạch nguồn luôn, mình sử dụng miếng áp 220V ra điểm giữa 15V xe chiều, sau đó mình qua bộ cầu diode để nắn nó thành dòng điện một chiều, và mình qua các tụ lọc nguồn, lọc nhiễu và con IC ổn áp 7805 để ổn định dòng ra là 5, ổn định gõ ra là 5V 1A để cấp cho mạch mình hoạt động. Và mạch mình này mình đã thiết kế và nó hoạt động thành công. Cuối video mình sẽ cho các bạn coi video demo của sản phẩm của mình. Tiếp theo, đây là cách thiết kế chúng ta khối đếm để nó đếm sản phẩm từ cảm biến. Sẽ lấy cái laser lên. Đây, đếm từ cảm biến. Thì ở đây mình đã có cái công thức tính điện trở kéo lên và điện trở kéo xuống. Các bạn có thể tham khảo công thức của mình để các bạn tính toán, việc tính toán cho nó phù hợp với con IC này, không gây ra việc cháy IC. Chúng ta sẽ đọc data sheet và tính toán theo công thức của mình. Đó. Thì khi cách mắt như vậy thì chúng ta sẽ đếm cái số từ 00 đến 99 độ. Cái nút reset của mình tại sao để mắt được với tụ lại được mắt với tụ 104. Tụ 104 là tụ lớn các bạn. Khi chúng ta mắt như vậy á, khi chúng ta cấp điện vào mạch chúng ta, nó sẽ sản sinh ra một cái lượng điện tích lên tụ 104 làm reset mạch của chúng ta. Đó. Thì không thể nào khi một cái mạch mà chúng ta cắm điện vô thì nó nhảy số lung tung được. Thì cái tụ 104 này sẽ đảm nhận cái chức năng là reset mạch của chúng ta. Đó. Tiếp theo, đây là thiết kế khối đặt trước thì sẽ sử dụng IC 74 LS192 và ở đây là nút nhấn tăng, nút nhấn giảm, và ở đây là con IC 74HC14 đấy các bạn. Đó, qua hai lần cộng nốt thì nó sẽ đạt được là cái mức logic và cái mức điện áp phù hợp cho việc con IC này, và nó chống nhỏ cái nút nhấn tăng giảm này. Đó. Công thức tính toán thì cũng tương tự. Tiếp theo là thiết kế khối so sánh. Thì khối so sánh này chúng ta lẽ lấy đầu ra những con IC đếm với như các bạn đó, chúng ta đi so sánh. Đầu tiên là chúng ta phải so sánh hàng đơn vị trước. Đó, nếu nè, cái đây là cái ngõ vào của nó nè. Đó, chúng ta so sánh. Nếu mà hàng đơn vị nó bằng nhau rồi thì cái ngõ ra QA bằng B của IC hàng đơn vị là mới là cái tín hiệu bước 1 để nó cho con IC 74085 hàng chục tiến hành so sánh A bằng B. Nếu hàng chục bằng luôn thì nó sẽ cho ngõ ra là bước 1 tiến hành điều khiển. Tiếp theo là mình thiết kế khối giải mã và hiển thị. Giải mã thì mình đã nói rồi, sử dụng con 74 là S247 và chở 220kg, mình đã tính toán sẵn ở đây luôn. Đó, thì việc kết nối tại sao cái chân 345 này nối nguồn thì mình đã có một cái file báo cáo đồ án của mình đã giải thích chi tiết ở đó. Và các bạn hãy xem cái chân này LT như là lam tét cắm vô mức thấp đó, thì nó sẽ sáng hết toàn bộ led, nó kiểm tra led của chúng ta. Đó, thì mình sẽ để file đó lên sau cho các bạn cùng nhau tham khảo. Thì tiếp theo mình thực hiện khối băng tải. Thì đối với mô hình này mình thực hiện cái khối băng tải vừa và nhỏ thôi các bạn, với cái kích thước dài rộng cao là 30-20-20 và nó chịu trọng lượng tối đa có thể kéo là 1kg. Ở đây hình bên đây các bạn có thể thấy đây là nhôm định hình. Mình làm mô hình nhỏ thôi vì nhôm định hình này nó rất là mắc. Tiếp theo là thứ hai là các dụng cụ để chúng ta ghép nối lên băng tải. Ở dưới là một cái băng chì PVC. Ở mô hình thứ ba là các thanh như là motor giảm tốc nè, các thanh lăng nè, các con lăng nè, các rolo nè, các mặt đạn là trong cái hình này. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế một cái sơ đồ đặt linh kiện. Đây mình có thể nói cái sơ đồ đặt linh kiện của mình là cái sơ đồ rất là logic, mình cảm thấy là vậy. Vì nếu các bạn có dịp á, các bạn mở cái bo TV ra thì các bạn nghe thấy là người ta thiết kế khối nào ra khối đó. Khi một cái sự cố ở một khối nào đó, rồi sự cố cái gì đó, người ta sẽ chuyên cho cái khối đó và chỉ sửa trong khối đó thôi, và nó sẽ không liên quan chúng ta phải mò tổng một mạch. Thì đầu tiên đây các bạn có thể thấy ở đây, đây là cái gì, đây là các ngõ vào và ngõ ra, là các dây mà chúng ta cắm đó các bạn. Tiếp theo là các hàng điện trở diode. Con led đầu tiên là con led mình để báo nguồn, con led thứ hai là led so sánh việc hai sản phẩm bằng nhau, và đây là các nút nhấn tăng giảm, reset số sản phẩm đếm được, reset số sản phẩm chúng ta đặt. Đây là con hai con IC chúng ta so sánh, và đây là con IC chúng ta chống dội nút nhấn. Nguyên một hàng này là IC đếm, nguyên bốn con này là IC đếm, hai con trên là đếm số sản phẩm từ cảm biến 74LS90 và hai con IC dưới là IC đếm lên và đếm xuống 74LS192. Nguyên hàng này là IC giải mã 74LS247 để giải mã. Đây là nguyên hàng điện trở, đây là các con led chúng ta hiển thị ra bên ngoài. Mình đã khách chia khối như khối ngõ vào, khối nút nhấn, khối so sánh, khối đếm, khối giải mã và khối hiển thị. Thì tiếp theo đây là cái sơ đồ mạch thực tế mình đã thực hiện. Thì đây là mạch in hai lớp như các bạn. Đó, thi công mạch rất là khó, kiểm tra thông mạch cũng rất là khó luôn. Thì mình sẽ quay lại đây, mình nói về cái việc mà mình sẽ cắm hai con diode ở đây. Con diode mình đặt ở giữa hai nút nhấn này là con diode sau khi chúng ta cắp nguồn dò vào. Mục đích của mình để con diode này là để chúng ta trong quá trình khi mình đeo dây bớt rồi thì không có vấn đề gì để nói nữa, và khi chúng ta thử mạch thì mình phải có con diode này. Con diode này nó sẽ ngăn chúng ta cắm lộn giữa cực âm và cực dương với nhau. Thì nếu mà chúng ta cắm ngược thì mạch chúng ta sẽ không hoạt động và chúng ta sẽ được bảo vệ hoàn toàn, và khi chúng ta cắm đúng thì nó mới sáng mạch chúng ta lên. Và trên đây là một con diode để chúng mình gõ ra, này là mình gõ ra kết nối với relay, kết nối với khối công suất của mình. Mình có một con diode, mục đích mình để con diode này tại vì mạch của mình ở đây mình hoạt động với cái điện áp là 5V thôi. Mạch công suất của mình điện áp nó hoạt động lên tới 220V xe chiều và những cái điện áp lớn hơn nữa, thì bắt buộc mình phải có con diode này. Diode này thì mình sẽ tránh cái việc mà khó
công sức của mình đánh dòng điện về làm hỏng hư hỏng mạch của mình. Nhưng mà khi qua cái bước thiết kế, mình nhận thấy là mỗi con diode thì nó sẽ tiêu tốn dòng tiêu tốn áp của mình là 0.7V, vì vậy nó sẽ không phù hợp cho mạch mình hoạt động. Mình chỉ treo một con diode ở cái nhỏ vào nguồn để tránh chúng ta là cắm lộn âm với dương về với nhau thôi. Còn ngoài ra mình nói tắt bằng một cọng dây đồng, vì mình nếu mà mình thực hiện như vậy thì mạch chính của chúng ta sẽ đủ dòng điện và điện áp để hoạt động. Và cái gọi ra các bạn nói như vậy thì cái mạch này mình nói cái sợi dây đồng này thì mạch mình sẽ không được bảo vệ, đúng không bạn? Đó thì mình vì lý do đó mình sẽ qua khỏi công suất, mình sử dụng relay có opto quang bảo vệ. Thì relay có opto quang bảo vệ nó sẽ đóng cắt bằng ánh sáng, bởi vậy khi mà có dòng điện đánh ngược về thì nó chỉ chết vào opto quang thôi và không ảnh hưởng tới mạch của mình. Đây là mạch của mình đã thực hiện xong, và đây là mình đã đóng khung, đóng BK và lên cục gọng cho nó để nó được bảo vệ tốt hơn. Và đây là dây bớt của mình ở đây. Đó, dây bớt này các bạn có thể mua ở các tiệm điện tử và dễ thao quốc bằng keo thi này thôi. Tiếp theo là khối băng truyền. Băng truyền của mình sau khi ghép nối các khối lửa nhau thì nó sẽ có con cảm biến, nút nhấn on off và động cơ. Nút nhấn on off ở đây trên một hệ thống băng tải thì không thể nào không có việc mà không có nút on off được. Nếu xảy ra sự cố chúng ta phải dừng ngay. Tiếp theo mình có đây là mạch công suất của mình, đây là khối biến áp. Đây là khối biến áp nè. Đó, tiếp theo ở phía trên đây là mạch nguồn 12V. Mạch nguồn 12V mình sẽ xài mạch nguồn tương tự 5V nhưng thay của IC7805 thành của IC7812, thì nó sẽ tạo ra dòng là 12V với tạo ra áp là 12V dòng 1A. Tương tự ở dưới là mạch nguồn 5V 1A. Ở đây mình sử dụng hai cái phần relay. Phần relay đây là modem relay kích và nó có 8 chế độ delay cho chúng ta luôn. Đó, chúng ta có thể set những chế độ và tinh chỉnh, các bạn có thể tham khảo trên các trang web bán hàng điện tử để các bạn có thể tham khảo được cái nguyên lý hoạt động của nó. Tiếp theo là mình để kích delay này, mình lại sử dụng một con IC nữa các bạn. Đó, cái thiết kế này là thiết kế bị sai lầm trong đó vậy các bạn. Nhưng mà chắc quá rồi, mình chữa trái bằng cách này. Vì cái dòng nhỏ ra của hai con IC so sánh của mình, khi mà mình thực hiện mạch và khi mà so sánh nó bằng nhau rồi á, cái điện áp nhỏ ra chỉ là có 2 mấy V thôi, thì nó không đủ kích cho con modem relay 5V được. Lý do đó mình sử dụng con IC74HC14, để khi mà nó bỏ vào đó thì coi như nó là một bước đệm để nó đẩy dòng và đẩy áp lên 5V để nó kích được relay chúng ta. Đó, đây là một thiết kế hoàn toàn sai lệch nha các bạn. Không ai sử dụng IC để kích relay hết. Nhưng mà mình sử dụng tại vì là mình thứ nhất nè, mình bị hạn chế về thời gian. Thứ hai là mạch relay của mình đã có auto bảo vệ rồi, mình sẽ không sợ bị đánh ngược về IC. Đây, tiếp theo là mô hình mình đã thực tế, mình sẽ phát video cho các bạn. Để mình sẽ thoát ra cái đi. Đây, mình sẽ phát video nha. Thì đây là cái video mô phỏng cái quá trình hoạt động của mình. Đó thì các bạn thấy là cái việc khi mình nhấn nút á, nó không hề bị dội. Và thứ hai nữa là nó đảm bảo về mặt logic là khi chúng ta đặt chính sản phẩm đi thì sản phẩm thứ chín nó cảm biến, không lẽ là nó sẽ ngừng cái băng truyền ngay và cái thùng nó sẽ bị thiếu một sản phẩm, thì chúng ta phải có modem relay có delay thêm một chút nữa để sản phẩm đó trôi ngược về vào được cái thùng và nó sẽ tiến hành chương trình đếm tiếp theo. Thì hiện tại mặt mình chưa có mắt cái ngõ ra của cái relay kéo về chương reset, nó sẽ bị đứng ở cái chương trình này và nó sẽ không thực hiện được chương trình tiếp theo vì thời gian rất rút. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể phát triển mô hình của mình lên. Tiếp theo là phần 3 là kết luận và hướng phát triển. Thì các bạn có thể thấy cái kết luận của mình rồi đó, thì mình đã kết luận được rồi. Thì đây là quá trình báo cáo của mình và thực hiện của mình. Thì ở đây mình đã có các sẵn các file, như các bạn thấy đây là cái sơ đồ nguyên lý để chúng ta hoạt động mạch. Tiếp theo là các bạn vẽ PCB cho bản thân chính bản tay mình vẽ, và mình hiện tại mình đang đi dây là T50, vì T40 rất là nhỏ và cái kích thước của mạch mình thì mình không nhớ, kích thước của mạch của mình chắc là 10. Đây mình sẽ đo luôn cho các bạn xem, mình thực hiện cái đồ án này cũng lâu rồi, thì mình sẽ đo lại cho các bạn xem cái kích thước mạch của mình là bao nhiêu. Kích thước mạch của mình như là 20, mình nhớ không lầm là 20 với mười mấy các bạn, mà nó cũng hơi vuông vuông với nhau, 20 với 15 các bạn. Đây là kích thước mạch của mình 20-15. Đó, và đây là cái sau khi mình lắp đặt linh kiện thì đây là cái kích thước sơ đồ đặt linh kiện của mình lên. Thì các bạn thấy nó rất là logic, mình khoan 4 cái lỗ đây để mình tiến hành bắt chủ đồng. Đây là file báo cáo của mình. Đây chính xác là file báo cáo của mình. Đây, mình có thể nói là cái file báo cáo của mình nó rất là chi tiết và cặn kẽ và hệ tính toán được các trường hợp như nè, động cơ mình sử dụng mình cũng đã tính toán được luôn, cảm biến để so sánh các loại cảm biến mình cũng tính toán được luôn. Đây, mình có thể lướt sơ cái file này cho các bạn xem. Đó, mình có kẻ khung dòng áp mở vào mở ra, các input output về các chân down chân lock, rồi các IC mình giải thích IC hình ảnh IC
ở on off 7 trạng thái, mình đều việc sub từ từ tiếng tiếng của dataset về lại tiếng Việt của mình hết, và mình để vào, mình có giải thích luôn của IC này luôn, vậy thì đọc vào là hiểu ngay, đây thiết kế của mình luôn đó. Dòng tiêu thụ nè, tính dòng tiêu thụ, tính dòng của cảm biến đó, thiết kế khối nguồn, và tại sao mình lại đặt ổ 2200 micro ở đây, dùng để làm gì đó, tại sao mình có 10 ký ở đây, mình cũng đã tính toán hết luôn đó, tính toán đó, trợ kéo lên, trợ kéo xuống. Đây đây là cái tiếp theo là sẽ là kích thước, tính kích thước băng tải, tính ảnh kết băng tải, và cái sơ đồ nguyên lý này, sơ đồ nguyên lý được trình bày ở những cái lô sơ đồ nguyên lý toàn mạch luôn đó, mình có cái đặt nguyên tắc nguyên lý hoạt động của toàn mạch mình cũng liệt kê ra hết luôn đó, sơ đồ mạch in, gọi sơ đồ mạch in mạch trước, mạch in mạch sau đó, sơ đồ này lắp quá trình lắp ráp cân chỉnh mạch thì bước một bị gì, bước hai bị gì, bước ba bị gì đó, hình ảnh thực tế. Tiếp theo là kết luận và hướng phát triển thì mình đã cũng có đầy đủ luôn, về file thuyết trình, bài báo cáo thì mình đã cũng có đầy đủ luôn các bạn đó, mình có đầy đủ hết, cái công nghệ là mình có đầy đủ trong tay hết luôn. Thì nếu các bạn thấy cái đồ án này hay phù hợp với việc mà các bạn thực hiện một cái đồ án điện tử thì các bạn hãy liên hệ mình đó, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn các tài liệu và các bạn có thể mua đồ án của mình thông qua các kênh liên lạc ở phía bên dưới đường link. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, xin chào các bạn.